Xin chào các anh em đam mê bộ môn guitar đệm hát. Video hôm nay, Thắng Trọng muốn chia sẻ đến các anh em một chuỗi hòa âm mà chúng ta hay thường bắt gặp trong các ca khúc. Đó là chuỗi 2, 5, 1. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Thì 251 là sao? Thông thường trong các ca khúc được xác định bởi tông trưởng hoặc tông thứ. 251 mà Thắng Trần muốn nói đến hôm nay, đó là việc chúng ta xác định được đích đến cho hợp âm đó và áp dụng chuỗi 251 cho hợp âm đó kèm với chuỗi giai điệu điển hình. Ví dụ trong một bài hát chủ âm là đô trưởng, bậc hai của đô sẽ là rê thứ bảy, bậc năm của đô sẽ là son bảy. Giải quyết về bậc một, đó là chủ âm. Rồi trong bài hát đó có những đoạn đích đến của nó là pha trưởng, mà sẽ có một cái giai điệu nó tương thích với cái chuỗi hòa âm 251. Thì chúng ta lúc đó xác định bậc 1 sẽ là pha, chứ không phải 1 ở đây là chủ âm đâu nha các bạn. 1 là pha, thì 2 sẽ là son thứ 7, hoặc là son thứ 7 giáng 5, đô 7 là bậc 5 để giải quyết về pha. Sau đây là vài ví dụ điển hình mà Thắng Trần trích trong các bài hát chúng ta thường gặp. Xin nói thêm với các anh em, trong chuỗi hòa âm 251 thì bậc 2 ở đây sẽ là hợp âm thứ 7 hoặc thứ 7 giáng 5, chứ không nhất thiết là phải bắt buộc thế này thế kia. Có thể trong giai điệu đó nó phù hợp với thứ bảy hoặc phù hợp với thứ bảy giáng năm. Bậc một là thứ, bậc hai có thể là si thứ bảy giáng năm, hoặc cũng có thể si thứ bảy để qua bậc năm mi bảy về la là bậc một. La này thì có thể là la trưởng hoặc la thứ tùy theo bài hát ở tông gì. Còn bậc 5 cũng có thể là mi 7, cũng có thể là mi 7 cộng 5, cũng có thể là mi 7 giáng 9, vân vân, để giải quyết về la. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Mặc dù bài hát này chủ âm là son trưởng, nhưng đích đến của chúng ta đó là đô trưởng, để chúng ta áp dụng cho hòa âm 251. Đô trưởng ở đây là bậc 1 để chúng ta xác định điểm đến, chứ không phải đô trưởng là chủ âm. Nên nhớ chủ âm nó là son trưởng. Thì đã xác định điểm đến là đô trưởng, thì chúng ta có bậc 2 của đô sẽ là rê thứ 7, bậc 5 của đô sẽ là son trưởng hoặc son 7. Câu đầu: em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống. Đó, mục đích của chúng ta áp dụng cho cái câu thứ hai của bài hát. Em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng, bậc 2, bậc 5. Em đã sống. V
Vừa rồi chúng ta đã áp dụng chuỗi 251 cho một hợp âm trưởng, đích đến đó là đô trưởng, trong bài Ước gì. Tiếp theo sẽ là một ví dụ, chúng ta áp dụng bậc 251 cho một hợp âm thứ. Bậc 1 ở đây là một hợp âm thứ, bậc 2 sẽ là si thứ 7, bậc 5 sẽ là mi 7, mi 7 dáng 9 luôn. Về bậc 1 là la. Trong bài hát bài Thánh Ca Buồn, ngay mở đầu của đoạn điệp khúc chúng ta đã có thể áp dụng nó rồi. Đích đến nó là la thứ. Mặc dù bài hát này chủ âm bậc 1 nó là đô trưởng, nhưng đích đến nó là la thứ thì chúng ta xác định đây là bậc 1 để vận dụng cho cái chuỗi hòa thanh 251. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu anh nhớ ngày sau, ôi từng chiều áo trắng thay màu. Yesterday, oh my troubles seem so far away. Các em thấy không? Yesterday. Đích đến của nó là rê thứ. Vậy thì bậc 2 của rê thứ sẽ là mi thứ 7, bậc 5 của nó sẽ là la 7, để giải quyết về bậc 1. Người ra đi để dấu lên trăng vàng, để xuân chết trên đồi vắng lệ chia ly. Đó, ngay cả đầu bài chúng ta có thể áp dụng chuỗi 251 rồi. Bài hát này chủ âm là mi thứ, nhưng vô đầu bài hát chúng ta có hai phách. Bậc 2 của mi sẽ là pha thăng thứ 7, bậc 5 của mi thứ sẽ là si 7. Người ra đi nào. Chuỗi này họ áp dụng vào ngay phách thứ 3 và phách thứ 4 để về phách 1 là hợp âm mi thứ. 1 2. Người ra đi để dấu lên trăng vàng, để xuân chết trên đồi vắng. Tiếp tục. Lệ chia ly nàng còn thắm đôi vai gầy, đã từ mà nụ hôn. Nhiều. Tóm tắt lại, để vận dụng chuỗi 251, hợp âm chủ âm là đô, đích đến của nó là pha, thì bậc 2 của nó sẽ là son thứ 7, đô 7, pha. Thay vì lúc trước chúng ta đô 7, đô trưởng, xong là đô 7 rồi mới qua pha, thì bây giờ chúng ta chen thêm cái bậc 2 vào, thành ra mới gọi là 251. Đó, hoặc là một hợp âm thứ, ví dụ đích đến của nó chỗ đó là mi thứ. Đó, thường thường thì si 7 giải quyết về mi thứ, thì chúng ta chen vào một cái bậc 2 của mi thứ, đó là pha thăng thứ 7 hoặc là pha thăng thứ 7 dáng 5 si 7 để về mi. Đích đến của nó là rê thứ. Chúng ta xác định bậc 2 của rê thứ sẽ là mi thứ 7, la 7 về rê, hoặc mi thứ 7 dáng 5, la 7 về rê. Đó là chúng ta đánh thắng trần, đánh những cái hợp âm căn bản thôi. Còn đánh cho khi mà chúng ta đã hiểu cái công thức này rồi thì chúng ta có thể thay đổi thế bấm, giống như
Thắng Trần đã hướng dẫn cho các anh em những thế bấm. Ví dụ đây, rê thứ đầu cần đợt, chúng ta đánh rê thứ 7, mi thứ 7 giáng 5 là 7 cộng 5 về rê 7, rê thứ 7 9. Chứ không phải là lúc đầu thì nói là căn bản, nhưng mà sau khi mà thành ra Thắng muốn nói đến các anh em phải tập lại những cái thế bấm của những cái clip trước, chứ không nên vội vàng là yêu cầu Thắng Trần phải đánh trọn một bài để mà minh họa cho những cái hợp âm đó. Mục đích của những cái clip trước là Thắng Trần muốn các anh em tập kỹ để chúng ta linh hoạt trong các ngón tay. La thứ 7 cũng một chỗ, rê thứ 7, rê thứ 11, rê thứ 7 9. Rê major 7, la thứ 7, pha trưởng bát la, pha thứ bát la giáng. Tập để nhau quen ngón tay mình bấm, lúc nào cũng là bấm là dính, bấm là dính, thì chúng ta mới vận dụng được những cái chuỗi hòa thanh. Ở đầu cần đàn chúng ta có hợp âm si thứ 7 giáng 5, đã có nhiều thế bấm rồi đấy. Đây là một thế, đây là một thế, đây cũng là một thế, đây là một thế. Thắng muốn nhắc lại clip hôm trước, si thứ 7 giáng 5, si thứ 7 giáng 5, si thứ 7 giáng 5. Các em thấy không? Thắng cần muốn nhấn mạnh ở cái hợp âm này, bởi vì ngón ba ta bắt si bình là si thứ 7 giáng 5, nhưng cũng như vậy chúng ta đưa ngón hai lên bấm vào si giáng và đổi ngón ba thay thế cho nốt pha bình lúc này, ta có hợp âm si giáng major 7. Mục đích là để chúng ta thay đổi ngón tay liên tục linh hoạt và chính xác. Si thứ 7 giáng 5 nè, bài tập si giáng major 7 là 7 rê. Các anh em thấy nốt bát nó chuyển từ ngón 3, ngón 2, ngón 1 chuyển đi để làm gì? Để áp dụng cho một cái chùm ở dưới si thứ 7 giáng 5, si giáng major 7 là 7 rê thứ 7 9. Đó, thấy chưa? Rồi ở đầu cần đàn cũng vậy, rê thứ 7 bát đô, rê thứ 6 bát si bình, si giáng major 7 là 7 cộng 5. Trong clip này phần cuối Thắng chỉ muốn nhắc lại những cái bài tập bấm hợp âm để cho các anh em ghi nhớ khi chúng ta theo dõi ở clip trước, mà không nôn nóng trong cách tập luyện. Còn cái chính của clip hôm nay vẫn là 2, 5, 1. Xin chào và chúc sức khỏe các anh em.